Chào quý khán thính giả Nửa Vòng Trái Đất TV. Những hình ảnh quý vị đang xem trên màn hình được truyền hình trực tiếp live lúc này đây từ studio Nửa Vòng Trái Đất TV. Và ngày hôm nay rất may mắn và đặc biệt chúng tôi đã kết nối được đến đầu cầu Lido Sài Gòn, cụ thể là thành phố Fountain Valley, nơi có anh Thư Hoàng, là một người Mỹ gốc Việt, và câu chuyện của anh sẽ chia sẻ cho chúng ta thấy được nhiều góc cạnh, ngay cả là bản thân của anh cũng đã từng lo sợ trong vài ngày qua, khi mà anh đã vào bệnh viện và xét nghiệm với COVID-19. Thì đầu tiên anh Thư Hoàng có thể cho biết là lý do nào dẫn dắt anh vào đến bệnh viện Fountain Valley thưa anh? Trước tiên xin chào anh Eric Phạm và kênh và khán giả của kênh TV Nửa Vòng Trái Đất. Mình có cái bệnh nền, đầu tiên là mình bị nền là bệnh thận. Mình phải lọc máu mỗi ngày. Thì cái tháng 1 vừa rồi á, là mình đã bị vô bệnh viện UCI một lần rồi. Khi đó mình ra khỏi bệnh viện đó, thì người ta đưa cho thuốc về mình uống nó không có nhứt. Cứ hết thuốc thì mình lại bị lại, là mình cứ bị nhiễm trùng lại như vậy đó. Mỗi lần nhiễm trùng thì nó cũng có hơi sốt nhẹ. Cái lần này á, thì mình cũng thấy hơi sốt, mình liên lạc với lại y tá của mình ở bên trung tâm lọc máu á. Như anh biết đó, là ở bên này á, những người mà bị bệnh thận như mình á, là khi mà đi lọc máu á, đi lọc ở trung tâm, nó có những cái trung tâm dành riêng cho người lọc máu. Thì khi tới trung tâm á, người ta đến, người ta check cái nhiệt độ của mình. Người ta thấy nó bất thường, nó hơi cao, nó khoảng gần 100 độ. Gần 100 độ thì nó cũng tương đương với lại 38 độ ở bên Việt Nam, 38 độ, hơn 38 độ. Thì cô y tá đó, cô mình nhớ là ý là chỉ lên muốn lên gặp cô y tá để lấy thuốc để về nhà, để mình tiếp tục mình bỏ vô cái dung dịch để mình tôi lọc cũng như mọi lần thôi. Nhưng mà cô y tá cô ra ngoài thì cô gọi trực tiếp cho cái bên mà cứu thương luôn. Bên cứu thương là khoảng chừng 5 phút sau thôi là xe nó tới rồi. Lý do là theo mình nghĩ có thể là cái mùa này đang là cái mùa COVID. Mỗi người mà ví dụ có cái nhiệt độ mà khác thường đó là người ta cần phải đem đến bệnh viện người ta check. Thì khi xe cứu thương tới đó, có ba người, người ta tới, người ta cũng mặc đồ bình thường thôi, đeo khẩu trang như mình này, kiểm tra nhiệt độ, rồi check cái máu của mình, rồi người ta hỏi mình có đi đâu, có đi du lịch ở đâu trong cái thời gian khoảng vài tuần vừa rồi không, hoặc là tiếp xúc với những người nào mà đi du lịch về không. Mình nói thì mình không có đi đâu hết á, bệnh này của mình không có đi đâu được. Nhưng mà mình có tiếp xúc với lại người nhà của mình với Việt Nam qua hồi đầu tháng. Nhưng mà tới giờ, tới hiện tại, người nhà của mình cũng không có triệu chứng gì hết á. Thì người ta vẫn ok thôi, người ta ghi chú lại tất cả những dữ liệu đó. Rồi cho lên xe cứu thương, chở thẳng vô bệnh viện Fountain Valley này luôn. Thì tới bệnh viện Fountain Valley á, thì đi vô cái cửa emergency, mở cửa ra là mình nhìn thấy ở đó là có người ta check nhiệt độ luôn, check cả những người đưa mình vô và cả mình luôn. Khi mà đưa vô, bỏ vô tới phòng emergency room đó, thì mấy người đó người ta về. Thì lúc này á, mình gặp một người y tá ở bệnh viện, người ta đến, người ta gọi là tiếp nhận mình đó. Thì cô cũng hỏi lại những cái câu hỏi như những người mà đưa mình tới bệnh viện, những người mà emergency đưa mình tới bệnh viện, thì cũng những câu hỏi giống như vậy thôi. Rồi cô đo lại nhiệt độ của mình, lúc đó nhiệt độ mình nóng lên hơi cao, chừng mình nghĩ khoảng hơn 101 độ.
5 phút sau cô lại đo lại một lần nữa, cũng vẫn cái nhiệt độ cao như vậy. Rồi cô ra ngoài chừng 10 phút thì có một anh gọi là kỹ thuật viên đó, kỹ thuật viên chụp X quang, anh nó đưa máy vô trong cái phòng cấp cứu luôn, rồi anh chụp hình mình ngay trên cái giường luôn chứ không cần đi đâu ấy. Ở bên đây nhìn thấy là như là máy MRI hoặc là máy chụp hình quang tuyến á, thì có thể nó đem di động rồi nó đem đi tới từng giường bệnh chụp được. Chụp xong anh ra ngoài khoảng 10 phút thì mình thấy tự nhiên cái cửa phòng mà phòng cấp cứu của mình đóng sập lại, người ta dán lên trên đó 3-4 tờ giấy. Mình thấy cái này có gì đó không ổn rồi. Chừng khoảng 5 phút sau thì cái cô mà đầu tiên tiếp xúc với mình, cô y tá đó, thì cô đi vô mà cô không còn như bình thường nữa. Cô lần này là cô đeo thêm khẩu trang này, cô đeo thêm cái kính bảo hộ nữa, gago. Cô mặc cái áo bảo hộ luôn, mà cái đôi giày của cô cũng có bảo hộ luôn. Và mình nghĩ cái này không xong rồi, thế là cô lôi cái dụng cụ của cô ra. Cái dụng cụ của cô trong đó thì nó giống như là cái ống tiêm thôi, cái ống tiêm. Và bên trong cái ống nó có một cái cây như thế này, nó giống như là cái que ngay ngoài tay của mình ấy, nhưng mà nó dài hơn. Cô đưa vô cái lỗ mũi của mình, cô chọc khá là sâu và ngoáy, nói chung là cái lúc đó nó rất là đau. Nó đau nhưng mà nó chỉ có ngay lúc đó thôi. Rồi thôi, cô bỏ. Bắt đầu cô lấy bỏ vô lại cho ông đó. Thì mình hỏi cô là cái này để làm gì? Cô nói là cô test COVID-19, coronavirus. Thì từ lúc đó trở đi là không, những người mà vô phòng mà liên lạc với mình là tất cả là mặc đồ giống cô hết. Người ta để mình ở dưới đó khoảng chừng 1 tiếng nữa, mà trong cái thời gian đó là mình thấy mình lạnh lắm. Mọi người ngoài á, mặc đồ bình thường nhưng mình lạnh ghê lắm. Mình có gọi ra mình hỏi đó, cho mình thêm cái mền mình đắp được không? Mình thấy lạnh quá. Người ta nói mày sốt bằng này mà mày đắp trên cái nền nữa là mày chết luôn á. Là thôi. Mình đâu biết là mình sốt cao như vậy. Cái ngày đó là ngày thứ mấy thưa anh? Là buổi chiều thứ hai. Buổi chiều thứ hai lúc mình vô là khoảng 5 giờ chiều. Vâng, anh có thể tiếp tục ạ. Dạ. Rồi sau đó thì sau một tiếng mình nằm ở phòng cấp cứu đó, thì người ta chuyển mình tới cái phòng hiện tại mình đang nằm ở đây nè. Cái phòng mà anh đang nằm ở đây đó, nó là phòng như thế nào? Nó có khác biệt gì với cái phòng trước đây ạ? À, em quay cho anh xem một phòng nhé. Vâng. Đây thực ra là một cái phòng là có hai chỗ để nằm. À, nhưng mà lý do là do em đang test corona, thành ra là người ta chỉ để một mình em ở phòng này thôi. Nó có khác biệt gì so với cái phòng mà trước đó anh đã nằm ở tại bệnh viện này ạ? À, nó rộng hơn. À, nhưng mà nó cũng kín như vậy. Nó kín mà nó không có một kẽ hở. Vâng, thì khi mà họ chuyển anh lên bệnh viện này đó, xin lỗi là cái phòng này, thì họ có nói lý do hay không, cũng như là sau khi mà họ làm những cái việc như là bỏ cái que vào mũi của anh nữa, họ có cho anh biết là họ xét nghiệm COVID-19 hay không ạ? Rồi, đến khi mà người ta đưa em lên cái phòng này nè, thì lúc đó người ta giao chị y tá chăm sóc cho em đó. Thì cái người y tá đó bắt đầu thay đồ cho em.
thì em gặp người ta đó, người ta cũng mặc cái bộ đồ y chang những cái người mà ban đầu là rất là kỹ, từ đầu trên cuối đó chỉ nhìn thấy lòi đại thanh mắt à. Đấy, em hỏi là của tại sao có mình tôi ở cái phòng này, tôi kêu là lý do là anh đang bị test cái virus corona, thành ra là phải cách ly ra luôn. Em hỏi cái thời gian đó thì khoảng bao nhiêu lâu thì cái test đó nó có kết quả, thì người ta nói là khoảng 4 đến 5 ngày. 4 đến 5 ngày thì mình mới có được cái kết quả. Trước khi mà chúng ta nói tiếp thì anh có thể chia sẻ là trong cái thời gian mà khoảng chừng 24 giờ khi mà họ test anh đó, trước và sau, thì anh có những cái biểu hiện như là ngoài cái việc mà sốt thì anh cũng đã nói rồi, không biết là anh có ho hay là đau ngực hay như thế nào không? Không, mình không có ho. Người ta hỏi như đó là mình không có ho. Mình không có ho, mình không có khó thở. Mình cũng không có đau nhức cơ gì hết. Mình chỉ có duy nhất là mình sốt thôi. Mình sốt cao thôi là người ta check mình, người ta nghi ngờ, người ta check lên ngay. Kể từ sau khi mà họ làm những cái việc đó để bắt đầu xét nghiệm cho anh đó, thì họ có cho anh uống bất kỳ loại thuốc nào ngoài những cái thuốc mà liên quan đến cái bệnh trước đây của anh hay không? Cũng như là có truyền nước biển hay gì hay không ạ? Lúc mình nằm ở phòng cấp cứu đó, người ta cho mình uống 2 viên Tylenol. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà... cho uống 2 viên Tylenol để mình giảm sốt thôi. Rồi sau đó khi mà lên trên phòng trên này nè, người ta mới nối với lại cái máy IV là người ta mới chuyển nước. Vâng. Anh cứ để yên như vậy, anh không cần cầm lên, nó sẽ biết đâu nó sẽ ngưng cái cuộc gọi này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là như vậy là trước khi có cuộc phỏng vấn này thì anh đã biết được cái kết quả, nhưng mà trước khi mà chúng ta nói cho khán giả được biết đó, thì từ cái khi mà họ xét nghiệm và họ cho anh biết như vậy, riêng bản thân của anh cũng như gia đình lo lắng như thế nào? Bởi vì khi mà họ xét nghiệm như vậy chắc chắn họ cũng sẽ không cho người thân vô thăm, đúng không ạ? Không phải là riêng em, mà là tất cả những bệnh nhân nào mà đang nhập viện vào trong cái mùa này ở cái bệnh viện này thì không có được người thân đi cùng, chỉ có đi vô một mình thôi. Đồ ăn cũng không có được đem ở ngoài vô luôn, là mọi thứ là bệnh viện lo hết từ đầu đến cuối. Ví dụ như là mình muốn thay đồ này, mình muốn đi restroom này nọ, có y tá người ta phụ mình, người ta làm cho mình. Chứ người nhà không có được quyền vô, tại vì người ta giải thích là cái mùa này nó rất nguy hiểm, nó dễ lây lan, thành ra người ta không có cho người nhà được đi vô chăm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cuộn được cái bình thường á. Ngày trước em nằm ở bệnh viện này, mình có thể mình đem đồ ăn ở bên ngoài ở nhà mình đem vô được. Nhưng mà lần này thì không có được. Mình chỉ có được đem những cái đồ dụng cụ cần thiết, chẳng hạn như là cái quần áo hoặc là cái chạc điện thoại vô, mình gửi cho bệnh viện, mình gửi cho bên ngoài bảo vệ đó. Bảo vệ sẽ gọi điện cho y tá của mình, y tá mình ra lấy đưa vô cho mình. Như vậy là cụ thể cũng đã gần 3 ngày. Như vậy thì trong 3 ngày vừa qua đó, thì mỗi ngày họ có làm những gì ở trong phòng anh? Có đo nhiệt độ thường xuyên, cụ thể một lần, một ngày thì y tá, bác sĩ có vào mấy lần hay không? Như anh đây, anh có thể quay cho anh coi cái em ở trên bảng của em đó, là có tất cả là 4 người bác sĩ đang phụ trách em. Một người ở bên kia là y tá, tên là Aida đó, nằm gấp đó. Bên kia là 4 người bác sĩ. Thì chăm mình á, chủ yếu là người y tá. Chủ yếu là người y tá. Một ngày người ta ra vô khoảng 4 đến 5 lần. Một từ sáng đến chiều, một ca 12 tiếng là khoảng 4-5 lần. Nếu mà trong trường hợp á, mà khẩn cấp mà mình cần cái gì á,
thì mình ở trên trên giường mình có cái nút bấm có điện thoại này, mình gọi cho người ta. Thì khi mà người ta vô á, là chủ yếu người ta check nhiệt độ của mình, rồi người ta check thuốc xem coi nó đã hết hay chưa, rồi người ta coi cái huyết áp của mình đó, nó có ổn định hay không. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà nó không có ổn định đó, thì người ta ngồi ở bên ngoài người ta cũng có thể biết được, người ta đi thẳng vô người ta coi xem nó bớt tại sao mà lại bất thường như vậy. Còn bác sĩ á, thì bốn người bác sĩ á, thì một ngày á, người ta vô một lần, mỗi người vô một lần. Vô thì người ta cũng chỉ hỏi thăm là hôm nay mày có khỏe không, rồi mày thấy có mày thấy là ở đây có được hay không, vậy thôi. Thì tất hỏi những câu hỏi rất là cơ bản. Rồi còn ngoài ra thì mình muốn yêu cầu gì thêm thì mình gọi trực tiếp cho y tá của mình, rồi mình nhờ y tá mình đem vô hoặc là y tá đến giúp mình. Dạ. Cái khẩu trang mà anh đang đeo trên mặt của anh là đó là bệnh viện yêu cầu hay là anh tự mang theo để anh đeo ạ? Không, cái này bệnh viện phát chứ mình không có đem theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến khi mà có cái việc mà họ xét nghiệm anh như vậy đó, thì trong suy nghĩ của anh có tự tin là mình sẽ không có bị dương tính với lại COVID-19 hay không? Bởi vì anh sẽ biết được là bản thân anh nó feel như thế nào. Đúng là mấy ngày nay là cái thông tin mà về COVID-19 đó, nó tràn ngập ở trên báo đó. Mình có tìm hiểu, mình cũng coi cái mình có đọc được cái triệu chứng của nó như thế nào, thì mình thấy những cái triệu chứng đó nó không giống với triệu chứng của mình. Mình ngoại trừ mình sốt cao ra thì những cái triệu chứng khác mình không có. Rồi thêm nữa là mình cũng không có đi ngồi ra ngoài, hoặc là mình tiếp xúc nhiều với nhiều người trong cái thời gian khoảng gần 2 tuần đổ lại đây. Thì thành ra là mình cũng rất là tự tin là mình không có bị nhiễm COVID. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái việc mà họ thông báo kết quả cho anh. Thì cụ thể chắc có lẽ là khoảng chừng 30 phút trước khi chúng ta có cái buổi cầu truyền hình trực tiếp lúc này, thì anh đã biết được kết quả. Thì cụ thể ai là người vào báo kết quả cho anh và họ nói những gì ạ? Sáng nay thì cô y tá đó, cô cũng là cái người nhà hàng qua chăm sóc, thì cô vẫn mặc đồ bình thường như mọi hôm ấy. Thì mình hỏi cô là mình thấy hơi sốt ruột cái COVID-19 sao giờ chưa có kết quả. Thì cô nói là 4 đến 5 ngày, thông thường là 4 đến 5 ngày, mà nếu mà cái số lượng mà người ta đăng ký hoặc người ta khét đông quá đó, thì có thể mất đến khoảng 1 tuần thì mình mới có kết quả. Đó, mình cũng thấy nó cũng hơi căng thẳng. Tự nhiên hôm nay mình ăn cơm trưa xong mình dậy, cách đây là 3 giờ 15 đó, anh dậy 15 là thấy bố tự nhiên cũng mở cửa vô mà cô không có mặc đồ bảo hộ gì hết trơn. Mình thấy cô sống lạ vậy. Cô đến cô cười cứ nói mày negative rồi. mình hỏi là negative cái gì, nó nói negative COVID Corona. Cười. Thì chỉ có vậy thôi, người ta báo mình cũng dễ dàng, không có gì hết. Như vậy là để cho nói cho những người khán giả mà ở Việt Nam hoặc là không có rành về tiếng Anh, thì cuối cùng ngày hôm nay anh Thư Hoàng đã có được cái kết quả là âm tính, anh không có bị nhiễm COVID-19. Lời đầu tiên chương trình thay mặt những người khán giả đồng hương Việt Nam khắp nơi chúc mừng anh đã không có bị vướng phải cái con virus quái ác này. Thì sau khi đó họ có cho anh biết là bây giờ anh phải đợi bao nhiêu lâu anh mới được xuất viện hay như thế nào hay không? Cái này thực ra bây giờ mình không phải là mình chữa trị COVID, mà là mình chữa trị cái bệnh của mình bị bệnh hư thật. Mỗi ngày mình phải lọc máu ở nhà đó. Chính phủ cấp máy, cấp nước cho mình tự lọc ở nhà một ngày hết 9 tiếng. Thì trong cái quá trình lọc á,
nó có thể là do từ từ mình thao tác này, có thể do từ cái thuốc làm mình nhiễm trùng. Thì cái lần này mình vô cũng là do lý do là mình bị nhiễm trùng, thì bây giờ mình phải ở đây để cho người ta vô thuốc antibiotic, tức là cái thuốc kháng sinh đó. Người ta cho mình vô thuốc kháng sinh để cho mình khi nào mà mình khỏi hẳn thì người ta mới cho mình về được. Thì cái thời gian mình cũng không biết được bao lâu. Lần trước thì ở UCI là khoảng 10 ngày. Thì lần này thì từ hôm thứ hai đến giờ thì mới khoảng 4 ngày, 5 ngày, thì cũng còn chưa biết đến khi nào. Như vậy thì ngoài cái việc mà người thân trong thời gian này sẽ không có được đến thăm bệnh nhân như là trước đây nữa đó, thì không biết là bởi vì anh có chia sẻ những cái hình cho Derek xem trước khi có cuộc phỏng vấn này là những cái món ăn ở trong bệnh viện cho anh ăn, thì không biết là có thèm đồ ăn Việt Nam không, cũng 3-4 ngày trong đây nè. Thực ra có đồ ăn Việt Nam, nhất là buổi trưa. Nếu mà mình là người Việt Nam á, là người ta chuẩn bị cho mình cơm. Cơm với lại thịt gà, cơm với lại thịt heo, nói chung là cũng khá là phù hợp với lại người Việt. Nhưng mà những cái bữa sáng với lại bữa tối thì mình ăn theo giống Mỹ. Bữa sáng thì mình ăn bánh mì mà mì sandwich với lại trứng. Buổi tối thì lại có những món spaghetti, lâu lâu có món nuôi. Nói chung là đây là cái bệnh viện nó nằm trong cái khu vực mà người Việt Nam rất là đông. Thành ra là cái menu của nó đó, nó phù hợp với người Việt hơn là những cái bệnh viện khác. Như lần trước đó là mình đi bệnh viện UCI, là đồ ăn của nó rất là khó ăn. Nó lạnh, nó không có được nóng mà nó lại rất là khó ăn. Nếu mà mình nằm viện mà bây giờ mà không có được quyền đưa đồ ăn vô thì mình đem tới bệnh viện nào. Vâng, như vậy thì bây giờ khi mà đã ít nhiều là đã an tâm rồi, thì khi chắc có lẽ là đây sẽ là cái kinh nghiệm riêng của bản thân anh nè. Bởi vì trong những ngày qua có những cái sự tranh cãi trên mạng xã hội là họ nói rằng là nếu mà đi kiểm tra xét nghiệm đến những cái trung tâm mà miễn phí đó ở ngoài trời khắp nơi nước Mỹ đang dựng lên những cái túp lều ở những sân vận động đó, thì tôi cũng đã phỏng vấn một nhân viên y tế ở quận Riverside. Họ cho biết là từ 8 đến 10 ngày sau khi mà đến đó thì mới nhận được điện thoại để thông báo kết quả. Thì nhiều người Việt Nam rất là lo âu, nghĩ là nó quá lâu để mà chờ đợi. Nếu mà đến khi thông báo dương tính vào bệnh viện thì họ cho rằng là cũng đã muộn rồi. Nếu như anh, đây là riêng cảm nhận của anh có thể chia sẻ trong thời gian tới mà anh có người thân hay bạn bè hay ngay cả là thậm chí bản thân anh bị ho, bị sốt, thì anh sẽ chọn cách nào? Anh sẽ đi thẳng vào bệnh viện để cho họ check ở emergency hay anh sẽ vẫn đi đến những cái trung tâm đó để xét nghiệm ạ? Nó tùy theo triệu chứng thôi, Derek. Theo mình nghĩ á, nếu mà cái triệu chứng của nó rõ rệt, chẳng hạn như là có tức ngực này, mình sốt, tức ngực mà mình đau cơ á, thì theo mình là nên trực tiếp chạy thẳng vô emergency bệnh viện. Khi đó người ta sẽ check mình và mình có kết quả sớm hơn, mà người ta sẽ chăm sóc mình nó đúng đúng hướng hơn. Còn những cái triệu chứng nhẹ như chẳng hạn chỉ có sốt hay không, hoặc là chỉ có hơi ho hoặc gì đó, thì theo mình là mình đến những cái chỗ mà trung tâm mọc ngoài trời là mình có thể check được, chứ cũng không cần thiết vô bệnh viện gây nó. Bởi vì vô bệnh viện á, bệnh viện mình biết là cái số phòng nó cũng có giới hạn của nó. Vâng, cảm ơn anh Thư Hoàng rất nhiều về cuộc phỏng vấn này. Mặc dù anh đang ở trong bệnh viện và phòng bệnh viện có thể nói là cái phòng này cũng là phòng mà rất là kỹ càng, nhưng mà chúng ta cũng có được cái cuộc phỏng vấn lúc này đây với anh Thư Hoàng, là một người có thể xem là một trong những người Việt, người Mỹ gốc Việt, chia sẻ cho chúng ta cái câu chuyện mà họ đi vào những bệnh viện ở tại Mỹ và xét nghiệm COVID-19 như thế nào trong thời gian vừa qua. Có thể nói anh Thư Hoàng là người đầu tiên chia sẻ trên mạng xã hội cũng như là truyền thông câu chuyện của cá nhân anh
ít nhiều sẽ giúp ích được cho cộng đồng người Việt ở tại Mỹ cũng như là khắp nơi trong thời gian này. Mong anh mọi sự tốt đẹp cũng như là sẽ có cái sức khỏe an toàn trở về nhà và không có điều đáng tiếc gì xảy ra thưa anh. Vâng, cảm ơn anh Derek và xin chào tạm biệt khán giả của anh. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đang xem chương trình trực tiếp và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những chương trình sau.